cái này là cũng LDM mà loại nhỏ mini, nó cũng sọc này, cháy nắng, nó cũng có một cái đổi màu. Bữa mình đi trồng cái này trong mát quá đó, giờ phải bưng nắng. Sen đá không có nắng không đẹp. Ồ, chờ em chút, quên cái vụ trái tim nè, đang có bông. Cái này là cây trái tim đó. Ừ, cái bông của nó trái tim. Rất là đỏ ha. Ây da. Wow, thế này cháy này. Ây da, ây da, ây da.
Cái này nhìn kỹ cái lá nó có cục thịt dư. Cái này vui lắm mày. Hoa hồng rất là dày.
Rồi, bye bye. Rồi, cũng lâu rồi.